Em xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu hoa phong lan. Ngày hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2017 thì cho phép em thay mặt đại lý hoa phong lan rừng Cao Bằng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người ngày mới thật an lành, ấm áp. Ngày hôm nay thì gia đình chúng em chỉ cập nhật một cái clip nhỏ nhỏ. Clip này thì sẽ nói đến vấn đề phi điệp và em sẽ bán một cơ số cái có phi điệp. Cũng phải nói rằng là cái phi điệp thời gian này thì nó giá rất là cao. Hàng cam, hàng Lào và hàng vùng miền thì giá nó đẩy lên tốc độ chóng mặt. Chính vì vậy là cái giá của cái video hôm nay chúng em cập nhật thì cũng theo thị trường chung thôi. Bởi vì giá đầu vào chúng em khá là đắt rồi. Thế thì em sẽ bán theo khóm, theo dề. Và cô chú anh chị các bạn nào yêu khóm nào, thích dề nào thì hãy nhắn tin và gọi điện tới số điện thoại 0949 261 918. Em tên là Trung, em ở trên Cao Bằng. Vấn đề mọi người đừng nói đến vấn đề đắt rẻ mà hãy nói đến cái sự khan hiếm và cái vẻ đẹp của lan phi điệp Cao Bằng nói riêng và lan phi điệp nói chung. Thì em xin quay từng dễ từng khó một luôn. Và cái giá thì em cũng nói trước rồi, nó khá là đắt. Vì hàng là thứ nhất hàng em bóc và em đã mua theo thân, mua theo thân bán theo khóm. Cái dề đầu tiên có 4 thân, đó là phi điệp lùn Cao Bằng. Và giá là em để giá là 1.400.000. Dề có 4 thân, to mập đẹp, nó dài tầm khoảng 50cm mỗi thân. Giá 1.400.000. Em rút kinh nghiệm từ những video trước thì em sẽ quay và em sẽ đứng hình lâu một chút cho mọi người cùng xem thật kỹ và lựa chọn thật kỹ những dề lan. Đây dề số 1, 1.400.000, 4 thân. Dề số 2 có 3 thân. Có một thân dài, hai thân dài, mỗi thân dài 20-25cm. Còn một thân dài 60cm. Rất là mập đẹp. Dề số 2 1.000.000. Dề số 3 em bán 700k. Có một thân dài 90cm. Và hai thân già. Dề số 3 700k. Dề số 4 có một thân dài 1m3. Và hai thân ngắn một cái kỳ. Như dề này em bán, dề số 4 em bán 1.100.000. Đây em xin quay dề số 4 rất là đẹp. Đấy. Dề số 5 có 3 thân, một thân dài 70cm. Và có 2 thân, mỗi thân dài, một thân dài 25, một thân dài 20. Dề số 5 em bán 1.000.000. Một gang này, hai gang này, ba gang. Ba gang là 60cm đấy ạ. Dề số 6 em cũng bán giá 1.000.000. Dề này có 3 thân rất là đẹp. Thậm chí thân này còn chưa tắt ngọn đấy. Rất là to đẹp. Dề số 6 1.000.000 ạ. Dề số 7, dề số 7 600k. Tại sao dề này em bán giá như thế? Bởi vì có một thân nó đã bị gập rồi. Đây ạ. Nó là hai thân tách biệt. Đây. Lúc đầu nó là một khóm, nhưng mà quá trình anh em lên cây mít để bóc thì làm bị tách đôi ra như này. Còn dề số 7 600k. Thân rất là to đẹp ạ. Tiếp theo dề số 8. Dề số 8 này nó phải nặng tầm khoảng 1 cân 6 cân 7 gì đấy. Đấy. Và có rất là nhiều thân luôn. Thân già, thân đẩy. Khi mà mình mua hàng rừng thì không bàn đến nhiều đến vấn đề thân tơ nó có bao nhiêu thân. Vì là khi ở rừng thì nó phát triển một ở dưới những cái điều kiện nó tự nhiên nhất. Như là một khóm của nó cũng chỉ có vài thân tơ thôi. Đấy. Thì nó không có sự ảnh hưởng của kích thích của phân thuốc hóa học. Nên là nó phát triển rất là tự nhiên. Khi mà khách hàng mà mua về thì dùng những chế phẩm để kích mầm kích kỳ nữa, em nghĩ rằng là một giò lan to như này nó sẽ năm sau nó sẽ cho hẳn một giò cái giá trị của nó gấp rất là gấp nhiều lần
so với những cái dề, những cái giá trị của em bây giờ hiện tại đang bán. Đấy. Dề này thì cực kỳ nhiều thân, và thân già và thân tơ. Dề này dề số 8 em bán 2.600.000. Dề số 9. Đây, sau sau mỗi dề thì em sẽ để gọn lại. Mọi người cùng xem. Dề số 9 1.500.000. Rất là nhiều. Em đếm cả thân già thân ấy, 3 này. 6 này. Nó phải tầm khoảng 17 18 thân ạ. Rất là thuận lợi và rất là thích hợp cho tất cả cô chú anh chị các bạn để ươm giống và nhân ki thành những giò lan rất là đẹp. Dề số 10. Dề này thì một cái dề thân vàng. Thân già của nó vàng ươm luôn ạ. Đây ạ. Dề số 10 này là một dề xổ số, nên là em bán giá 2.200.000. Đây ạ, dề số 10 ạ. Dề số 11. Hai triệu ba. Thì em sẽ quay tổng thể cả dề cho mọi người cùng xem. Đây, nó dài đến tận dưới này. Và có một cái thân tơ dài tầm khoảng 1,5 m. Mọi người nhìn cái thân rất là đẹp. Đây là tổng thể của cái dề số 11 nhá. Giá 2.300.000. Dề số 12. Dề này là một cái dề phi điệp tím, thân vàng. Và dề này thì thích hợp cho mọi người quay sổ số để ra mật hoa đẹp, năm cánh trắng chẳng hạn. Đốt ngắn, cổ rụt, phi điệp lá nhựa nhạ. Thân vàng óng luôn. Đây. Dề số 2 bán 3.000.000. 12, em xin lỗi, dề số 12. Mọi người hãy nhìn kỹ dề này. Tại sao em để giá như thế? Chắc là những người mới tập chơi thì sẽ nghĩ là đắt. Nhưng mà dề này để cho các nhà vườn hoặc những người mà họ đã sành chơi rồi, thì họ sẽ nhìn thân và họ sẽ phán, và họ sẽ tiên đoán được là mặt hoa của cái cây nó như thế nào. Tổng thể dề số 12. Dề số 13. Dề số 13 1.200.000. Phi điệp lá nhựa. Có rất là nhiều thân luôn ạ. Đấy. Tổng thể của cái khóm nó to như thế này. Dề số 13 1.200.000. Dề số 14 ít thân hơn một chút nhưng lại dài hơn, cũng 1.200.000. Dề số 15 cũng 1.200.000. Đây mọi người hãy xem từng khóm một nhá. Đây là toàn bộ dề số 14. Những dề như thế này thì khi mà khách hàng mua về thì một cái mẹo nhỏ để tất cả cô chú anh chị em kích ki kích mầm làm sao để năm sau thành một cái giò khủng thì sẽ rất là đơn giản. Thế thì sau cái video đây thì em video tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cách trồng. Một là để nguyên khóm, hai là tách trồng. Tách trồng là tách hai thân một để trồng. Và cách ươm ki. Tới này thì chúng em sẽ cập nhật những cái video đấy để hướng dẫn mọi người cách trồng. Dề số 14, 15 đều 1.200.000 nhé. Dề số 16 cũng 1.200.000. Dề này có 3 thân tơ rất đẹp. Dề số 17 1.000.000. Dề số 18 1.000.000. Toàn phi điệp lá nhựa nhé. Dề số 19 1.000.000. Dề này còn nguyên lá này.
Dề số 20. Dề này có vẻ đẹp, đẹp hơn dề số 19. Về thân. Dề số 20 1 triệu. Dề số 21 1 triệu 2. Đây dề số 21 rất là to. To hơn những dề khác đây. Dề 21 1 triệu 2. Dề số 22 700k. Con này. 700k. Dề số 23 700k. Đây ạ. Tiếp theo một cái dề. Dề này nếu còn lá thì nó sẽ là một cái dề lan rất là khủng. Bởi vì dề này thì nặng tận 2 cân mấy cơ. Dề số 24 3 triệu rưỡi. Nó là tổng hợp của 3 cái dề mọc ở trên rừng mà nó có cái sự mọc, có nó là cây mẹ đẻ cái con ấy. Nó là một dề như này. To khủng bố luôn. 24 3 triệu rưỡi. Có cả cả màn hình nên là thực tế ở ngoài nó sẽ rất là to. Đây ạ. 1 2. Đấy. Đây em xin đếm toàn bộ các khóm còn lại ở đây, nó bé hơn một chút và giá cả thì em sẽ cập nhật luôn ở đây ạ. Ở đây có thế nào. Một khóm này. Hai khóm này. Giá 650.000 một khóm nhá. À em xin lỗi, giá 600k một khóm. Đây. Nguyên tổng phổ chỗ này nhá, 600k một khóm ạ. Một khóm này. Hai khóm này. Ba khóm này. Bốn khóm này. Năm khóm này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12. Có 12 khóm tất cả. Đây ạ, giá 600.000 một khóm nhé. Tổng toàn bộ chỗ này là 600.000 một khóm. Chỗ có 12 khóm tất cả. Đấy, vườn cáo của gia đình em hôm nay đã có người đến lấy hết cả vườn rồi. Là chỉ còn vườn địa đấy ạ. Bên trên cáo em đã bán hết nhé. 500 giò cáo. Hiện tại đang trên đường đi Hà Nội rồi ạ. Địa lan mà quân tử hàng nụ thì vẫn bán giá, em vẫn bán giá 200.000 một chậu. Cho mọi người ngắm qua cái vườn địa như thế này quang đãng và đẹp hơn. Quang đãng và đẹp hơn, nhìn nó mướt hơn. Những cái ngòi hoa lên này. Đấy. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Video của em thì không phải là mục đích để là lém đá, nên là vì vậy là khi mà khách hàng nào mà có thiện chí mua hàng thì hãy nhắn tin hoặc là gọi điện cho số điện thoại của em là 0949261918. Em tên là Trung, em ở trên Cao Bằng. Đấy, và mọi người hãy cân nhắc và theo dõi giá cả cụ thể theo thị trường, rồi hãng đặt mua lan với gia đình chúng em. Thì em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo ạ.